Ngày 5 tháng 10, Thánh Maria Faustina Kowalska. Khi vị thánh nữ này cất tiếng khóc chào đời tại Ba Lan ngày 25 tháng 8 năm 905, thì song thân thánh nữ đã đặt tên cho ngài là Helen. Trong cuộc đời ngắn ngủi tại thế, Helen đã thực hiện một sứ vụ quan trọng là dạy cho thế giới biết về lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô. Ngay từ lúc lên 7 tuổi, Helen đã muốn sống cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa như một nữ tu. Khi được 25 tuổi, Helen vào tu trong dòng chị em con Đức Mẹ thương xót và nhận tên là Sơ Maria Faustina. Công việc của Sơ Maria Faustina thật giản dị: sơ nấu ăn, làm vườn và giữ cửa cho tu viện. Chỉ có sự tốt bụng, trầm lặng và hồi tâm là đáng lưu ý. Và ít có người biết được những chiều sâu đích thực về đời sống tâm linh của Sơ Faustina. Thiên Chúa đã chúc lành cho Sơ Faustina Maria bằng nhiều ân sủng đặc biệt, kể cả ơn thị kiến, ơn tiên tri và ơn được nhận năm dấu thánh cách vô hình. Trong một thị kiến mà Sơ Maria Faustina nhận được, Chúa Giêsu đã hiện ra trong y phục màu trắng, người giơ cao một tay để chúc lành và tay kia thì chạm vào thánh tâm người. Có hai tia sáng phát ra từ thánh tâm Chúa Giêsu, một màu đỏ và một màu nhạt. Tia sáng đỏ tượng trưng cho máu cứu chuộc của Chúa Kitô, còn tia xanh nhạt biểu trưng nước thánh tẩy trong bí tích rửa tội. Chúa Giêsu nói: "Con hãy cho vẽ lại bức ảnh như con xem thấy Cha", kèm theo dòng chữ: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa". Chúa Giêsu đã nói với Sơ Maria Faustina rằng Chúa Nhật sau lễ Chúa Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Sơ Maria Faustina đã viết nhật ký chép lại mọi điều Chúa Giêsu muốn cho thế giới biết về lòng thương xót của người. Trong đó, Maria Faustina đã viết những lời cầu nguyện thật dễ thương, biểu lộ mối tương quan rất mực thân thiết đối với Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu nói với Maria Faustina rằng thánh nữ chính là thư ký nhỏ của Ngài. Chính công việc đặc biệt của thánh nữ Maria Faustina đã khích lệ nhiều người tin tưởng vào lòng thương xót vô hạn lượng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu hứa ban ơn tha thứ và ân sủng dư tràn cho bất cứ ai tôn sùng lễ kính lòng Chúa thương xót. Tận hiến cho lòng thương xót của Chúa bao gồm tin tưởng vào lòng nhân hậu Chúa, yêu thương tha nhân, năng lãnh nhận bí tích hòa giải để luôn ở trong tình trạng có ân sủng và rước lễ ngày Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa. Chỉ sau 13 năm sống trong bậc tu trì, Sơ Maria Faustina Kowalska đã về trời vào ngày 5 tháng 10 năm 1938 vì bệnh lao phổi, vừa tròn 33 tuổi. Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Maria Faustina Kowalska: "Cha mong muốn con hãy luôn bày tỏ lòng thương xót ra khắp mọi nơi. Con không thể tự biện minh gì về điều này. Phương thế tốt nhất để chứng tỏ chúng ta tin cậy vào lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu là biết tỏ bày lòng thương xót và luôn tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta có sẵn lòng cùng nhau thực hiện như vậy không?"